hoặc là quán quán ăn sinh viên nghe cũng hợp lý ạ. Sắp tới là em sẽ về Cầu Giấy cùng với anh chị em nhà mình. Nguyễn Đức, chị Tú đi chơi Cầu Giấy à? Chị đang tìm điểm để chị sẽ có một cái gì đó dành tặng cho anh chị em ở Cầu Giấy. Bún đậu mắm tôm mà. Ba thì không mở được ở đấy đâu Nguyễn Đức ạ. Ba thì chị đang em rể chị đang làm cái mặt bằng gần 1000m ở Hoàn Kiếm để làm mấy đây, để làm lao đấy. Cảm ơn Long 2K3 nha, rủ anh em bạn bè qua ủng hộ. Dưới tân là khu văn phòng, chị bán gì ăn uống theo lý. Chuẩn luôn Yuri ạ. Gì còn có chứ. Nghề chính của Tú là sản xuất mỹ phẩm, cho nên là về mỹ phẩm ở nước hoa rồi các thứ là nghề chính của Tú nha. Thì làm sao Tú bỏ được. Kia là làm thêm thôi, làm thêm cùng anh em ăn uống đi chị đẹp, hợp lý luôn nhà củ đậu. Cường Ngất đang chở em hả? Cường Ngất là ai anh nhở? Mở quán ăn hợp lý nha Long 2K3. Nước hoa của chị cứ gọi là nét nẹt nẹt luôn chị ạ. Ok, cảm ơn Đinh Quý nha. Tại vì mình là nhà sản xuất mà, cho nên luôn luôn mình làm những hàng tinh chất rất là đặc biệt. Bác thị Mỹ Hạnh ơi, bà 90 tuổi rồi cháu. Chứ 80 đấy là gì cháu. Đó tinh dầu hôm nọ thơm lắm nha Tú. Dạ cảm ơn chị Quyên Chi. Thế Thành Nam anh ạ, đây đây đưa cái mùi này cho em mượn. Mùi này nè, mùi này mới là mùi thơm này, lúc nào cũng trên xe bộ mùi dai hư. À đây đây là mùi ông vua chứ. Đây là mùi của vua chúa, của ông vua. Còn một cái còn một cái là một cái hư nó lúc nào cũng để trên xe, thơm lắm. Điểm sấm nhiều người mở rồi. Cảm ơn Cường Phạm. Nếu như em không được trân trọng, sáng nay dậy không gội đầu, đầu tóc bù rú như con điên. Thành ơi Thành, chị đâu có để áp đâu, em có thể gặp gặp chị ở ngoài. Sắp tới chị sẽ có mở quán ở Cầu Giấy đấy, sẽ gặp chị thường xuyên ở ngoài nha. Bị em sao đây? Cảm ơn anh Nguyễn Thuần Nguyễn. Chúc anh luôn hạnh phúc nha. Ai rủ con? Câu lạc bộ bi à. Cảm ơn Quang Hà nhá. Cảm ơn Cường Nguyễn. Hôm nay phố đi bộ, thế thì thôi đi sửa vòng sau cũng được anh ạ. Đi ăn đã. Xong mình đi thẳng về dưới kia luôn. Dưới ở trên phố cổ là mấy có chỗ để sửa vòng ngọc ở dưới, không biết có không. Thực ra nhá, rất là nhiều bạn vào đây rất là nói luyên thuyên, bản thân thiếu hiểu biết. Nói chung là các bạn có thích kiểu như là sử dụng những cái nick ảo chọc mình để cho mình chửi các bạn, hay là để cho mình ấy rồi các bạn cắt ghép. Các bạn sẽ không làm được điều đấy đâu, các bạn không làm được điều đấy đâu. Khi mà ở bên cạnh mình có một người đàn ông, người ta tĩnh ấy, và người ta thực sự là nghĩ cho mình ấy, thì sẽ không để cho mình làm những điều đấy đâu bạn ạ. Cho nên là các bạn cứ nói thoải mái, cứ nhắn thoải mái. Giống như là khi mà bạn tặng một cái món quà cho một ai mà người ta không nhận, hoặc bạn ship đi một món hàng mà người ta không nhận ấy, thì ship sẽ chuyển họa hoàn về cho bạn ấy. Cho nên là nếu như mà mình không nhận thì bạn sẽ phải nhận. Cảm ơn, xin chào Mia nhá. Chào Sang Thu. Các chú tuổi gì với chị Tú em? Ok Nguyễn Đức ạ. Mọi người ơi mọi người. Ở Cầu Giấy á, thì mọi người xem là mọi người sẽ tư vấn cho mình nha. Mọi người tư vấn cho mình xem là ở Cầu Giấy sẽ làm gì nha. B
đây là tiếng nói Việt Nam. 01988 nha, ở đời Sơn Di kệ, kệ chị. Ờ tất nhiên chị kệ mà. Cảm ơn Mai Thu nha. Chị kệ mà em, chị kệ mà. Vì thực ra là gì, mình không chấp. Mình có trách nhiệm hơn và em học thế. Cái gì bố em đấm em không trượt phát nào đúng không? Ồ, Mia ơi, cố lên nha em. Ok, cảm ơn Hoàng Hường, chào Minh Quân. Đúng rồi, chị cũng đang dự tính như vậy đó Nguyễn Đức.